Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên mình sẽ đặt Z bằng X cộng Y dài nhưng Y ngắn. Bây giờ chúng ta thấy cái cục này vào đây, thì chúng ta sẽ có X cộng với lại Y dài Y ngắn cộng 2 trừ Y nhỏ. Cộng với lại giá trị tuyệt đối, chúng ta có X cộng Y dài Y ngắn trừ 4 trừ 7 Y ngắn, thì chúng ta sẽ có 6 căn 2. Bây giờ chúng ta sắp xếp phần thực và phần ảo thì chúng ta sẽ có như sau, thì chúng ta sẽ có x cộng 2 cộng với lại y dài trừ 1, chúng ta có trừ 1 ở đây, nhân với lại y ngắn. Tương tự cục kế bên thì chúng ta sẽ có x trừ 4 cộng với lại y dài trừ 7 nhân y ngắn bằng 6 căn 2. Như vậy chúng ta áp dụng công thức của mô đun thì chúng ta sẽ có căn bậc 2. Thì chúng ta có x cộng 2 tất cả bình phương và y trừ 1 tất cả bình phương. Còn bên đây chúng ta sẽ có là x trừ 4 tất cả bình phương cộng với lại y trừ 7 tất cả bình phương bằng 6 căn 2. Bây giờ mình sẽ vẽ hình ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ có tọa độ của cái cục này, chúng ta sẽ có tọa độ là trừ 2 và 1. Như vậy nó nằm ở đây. Mình gọi đây là tọa độ A nha. Tọa độ thứ hai chúng ta sẽ có tọa độ là số 4 và số 7. Nhưng nếu chúng ta đi tìm vector AB nha, thì mình sẽ lấy tọa độ của B trừ tọa độ của A. Như vậy chúng ta sẽ có là số 4 trừ với trừ 2 là số 6, và số 7 trừ 1 là số 6. Tuy nhiên khi chúng ta đi tìm độ lớn của vector AB, thì chúng ta thấy rằng căn bậc 2 của 6 bình phương cộng 6 bình phương bằng 6 căn 2. Và 6 căn 2 bằng với lại cái cục này. Điều này chứng tỏ là cái điểm mà mình đặt ở đây, mình đặt điểm C nha, nó nằm trên đường thẳng của AB. Vì khi đó nếu nằm trên đoạn AB thì khoảng cách từ C đến A cộng với khoảng cách từ C đến B sẽ bằng 6 căn 2 trùng với lại khoảng cách của AB. Bây giờ chúng ta đi tìm độ lớn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Z trừ 1 cộng Y trong giá trị tuyệt đối, thì chúng ta biết tọa độ của cái cục này chính là 1 trừ 1. Như vậy nó nằm ở đây. Mình gọi đây điểm D nha. Bây giờ mình sẽ viết phương trình của C theo cái đường thẳng AB. Bây giờ chúng ta đã có AB rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tìm Y bằng MX cộng B. M sẽ bằng delta Y chia cho delta X. Thì delta Y trong trường hợp này chúng ta sẽ có 7 trừ 1. Và X sẽ là 4 trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ tính ra cục này. Chúng ta ra số 1. Như vậy chúng ta có Y bằng X cộng B. Đường thẳng này đi qua 1 trong 2 điểm. Như vậy mình sẽ chọn điểm A nha. Điểm A có tọa độ là trừ 2, 1. Như vậy mình sẽ hết số 1 vào đây. Trừ 2 vào đây. để đi tìm giá trị của B. Như vậy hết cái chương 2 sang bên đây, chúng ta sẽ có B sẽ bằng 1 cộng 2 là 3. Như vậy Y sẽ bằng X cộng 3. Như vậy vì C nằm trên cái đường thẳng AB, cho nên C sẽ có tọa độ là X, Y và Y sẽ đổi thành X cộng 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm vector CD. Như vậy chúng ta sẽ có CD sẽ lấy tọa độ D trừ tọa độ C. Như vậy chúng ta sẽ có 1 trừ X và trừ 1 trừ cho cuối cục này. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 4 trừ X. Như vậy, sau khi chúng ta đã có tọa độ, chúng ta sẽ sử dụng độ lớn của vector CD sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ x tất cả bình phương và trừ 4 trừ x tất cả bình phương. Như vậy, chúng ta sẽ có cục này là 1 trừ 2x cộng x bình phương. Còn cái cục này sẽ là 16 và cộng với lại, tại vì dấu trừ để ra ngoài, trừ 1 bình phương hàm số dương, cho nên chúng ta loại cái dấu trừ đi. Như vậy chúng ta sẽ có là 4x nhân 2 là 8x cộng với lại x bình phương. Bây giờ chúng ta rút gọn lại thì x bình phương là 2x bình phương, 8x trừ 2x là 6x, 16 cộng 1 là 17. Như vậy mình sẽ xét cục fx bằng x 2x bình phương cộng 6x cộng 17. Sau đó chúng ta đạo hàm lên để đi tìm cực trị của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 2x nè. Ở đây là số 1 nè. 17 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Như vậy chúng ta sẽ có 4x cộng 6 cho f(x) bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Như vậy x sẽ bằng trừ 3 chia cho 2. Vì trừ 3 chia cho 2 nằm trong cái khoảng từ trừ 2 đến số 4 của đường thẳng AB, cho nên nó nằm ở vị trí này. Như vậy, sau khi chúng ta có x bằng trừ 3 chia cho 2, chúng ta sẽ thế vào cái cục này là chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất. Như vậy, min của cái cục này chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta thế cái trừ 3 chia cho 2 vào. Chúng ta sẽ có 5 căn 2 chia 2. Còn bây giờ, độ lớn, chúng ta sẽ sử dụng hai vị trí. Đó là vị trí x bằng trừ 2 và x bằng 4. Như vậy, chúng ta sẽ thế hai cái số này vào đây. Để so sánh cái nào lớn nhất, mình sẽ chọn. Như vậy, chúng ta sẽ thế trừ 2 vào đây. Trừ 2 vào đây. Và số 4 vào đây. Số 4 vào đây. Và chúng ta so sánh thì cái cục này là lớn nhất so với cục này. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái cục này cộng cái cục này. Thì chúng ta sẽ ra kết quả là thế này. Quy đồng mẫu số lên, chúng ta sẽ nhân cho 2, cho tử vào mẫu. Và đây chính là đáp án chúng ta cần phải chọn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.